Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về phác đồ 12 vùng tăng cường sức đề kháng và miễn nhiễm để hạ sốt cho bé. Thì chúng ta sẽ sử dụng cây sao chổi như thế này. Cây này có hai đầu, đầu này là đầu 1 là đầu dương, đầu này là đầu 3, đầu âm. Mình sẽ dùng đầu 3 này, mình gạch theo chiều từ trên xuống dưới và từ bên phải trước bên trái sau. Các bạn sẽ gạch vùng thứ nhất là vùng đầu mắt như thế này, từ trên xuống dưới 30 cái. Sau đó gạch bên trái này 30 cái. Tiếp theo vùng số 2 là vùng từ giữa hai đầu cung mày đến sống mũi. Các bạn gạch từ trên xuống dưới như thế này. Gạch cho bé, các bạn gạch rất là nhẹ nhàng thôi, chạm trên mặt da thôi. Đấy. Rồi tiếp theo vùng số, các bạn sẽ gạch bên phải trước nhé, 30 cái. Sau đó các bạn sẽ gạch bên trái sau. Đó. Tiếp theo vùng số 4 này, từ góc cánh mũi đến mép miệng, gạch men theo đường pháp lệnh này, 30 cái. Rồi sang bên trái, 30 cái. Rồi tiếp theo này, các bạn gạch cái vùng ụ cằm này cũng 30 cái. Đấy, 30 cái. Rồi. Rồi tiếp theo vùng xung quanh tai này các bạn này. Các bạn gạch men theo tóc mai từ trên xuống dưới này. Ôm sát vào chân tai 30 vòng. Bên này cũng thế các bạn. Gạch này từ men theo tóc mai từ trên xuống dưới 30 vòng. Đấy, đấy là 6 vùng. Bây giờ tiếp theo vùng số 7 các bạn này. Các bạn gạch ngang mép miệng như này. Nếu mà mép miệng dài quá thì các bạn gạch nhẹ ở vùng mép bên phải này 30 cái. Sau đó mép bên trái 30 cái. Hết vùng số 7, bây giờ đến vùng số 8 này. Các bạn thấy là đây là điểm cao nhất của lãnh nhân trung này. Đây là giữa lòng đen kéo xuống. Các bạn gạch ngang như này 30 cái. Rồi tiếp theo đây là giữa cánh mũi này. Đây là giữa lòng đen xuống. Các bạn gạch ngang như này 30 cái. Các bạn lưu ý là vùng số đây là số 7 này, số 8, số 9. Vùng số 9 cao hơn vùng số 8 một chút. Vùng số 8 ngang với điểm cao nhất của lãnh nhân trung. Vùng số 9 là giữa cánh mũi kéo dài. Tiếp theo vùng số 10 các bạn này. Đây là góc cánh mũi, góc cánh mũi. Các bạn sẽ gạch. Đấy. Gạch này. Cho hai cái chân của sao chổi nó chạy qua chạy lại này. Rồi. 7 này, 8, 9 này, 10. Bây giờ vùng số 11 này. Đây là giữa cái sống mũi này các bạn này. Giữa sống mũi kéo dài. Gạch này. Gạch này. Đấy. Tiếp theo vùng số 12 này các bạn này. Đây là mí tóc trán, đây là đầu của cung lông mày, lấy ra 1/4 kéo ra và giữa lòng đen, cạnh trong của lòng đen kéo lên. Đây là vùng huyệt 300. Các bạn gạch như này độ khoảng 30 cái. Gạch như này 30 cái. Rồi. Thì các bạn để phòng bệnh, các bạn gạch như này một ngày một lần để chữa cho cái bệnh nhân, cho trẻ mà đang bị sốt, các bạn sẽ gạch như này khoảng 1 tiếng một lần như này để hạ sốt. Nó vừa hạ sốt và nó vừa chữa viêm họng này, đau họng này, rồi viêm phổi, viêm phế quản này, và nó tăng cường sức đề kháng cho trẻ, đồng thời nó hạ sốt và nó tăng cường sức miễn nhiễm để nó chống lại sự lây lan của bệnh tật và chống lại sự lây truyền của virus. Chúc các bạn thành công.